Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trước mặt các bạn đang là hai sản phẩm khá hấp dẫn. Ở bên tay trái của mình là chiếc Redmi Note 5 Pro, còn ở bên tay phải của mình là chiếc Redmi Note 6 Pro. Thoạt nhìn qua thì các bạn sẽ tưởng tượng là Redmi Note 6 Pro nó hơn hẳn một cấp so với Redmi Note 5 Pro. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ so sánh chi tiết ra từng phần một cho các bạn để xem là liệu Redmi Note 6 Pro nó có hơn nhiều so với Redmi Note 5 Pro hay không nhé. Đầu tiên là về mặt thiết kế cái đã. Thì các bạn có thể thấy là ngay cái nhìn ở mặt trước này là các bạn đã thấy là hai sản phẩm nó khác nhau hoàn toàn rồi. Phía mặt trước của Redmi Note 6 Pro thì cái viền màn hình của nó này nó kéo lên trên để cho cái phần phía trên này nó mỏng tới mức tối đa, nhưng mà nó lại xuất hiện cái tai thỏ như thế này. Đấy, còn ở Redmi Note 5 Pro thì nó không có, và cái phần phía trên này của Redmi Note 5 Pro nó khá là dày. Đấy, tiếp theo nữa là cái sự khác biệt về mặt camera khi mà nó quét cái phần tai thỏ này, và nó chứa ở đây là hai camera với độ phân giải là 20 megapixel và 20 megapixel hỗ trợ xóa phông. Còn Redmi Note 5 Pro thì nó chỉ có một camera mà thôi. Thế là cái sự khác biệt loại loa thoại cái thứ này, hình của nó cũng khác nhau luôn. Loa thoại của Redmi Note 6 Pro thì nó có kiểu như là kiểu quét lỗ ấy. Còn loa thoại của Redmi Note 5 Pro thì nó chỉ có một cái gạch duy nhất như này thôi. Ở phía cạnh dưới thì năm nay Redmi Note 6 Pro nó đã làm nó không dày bằng Redmi Note 5 Pro. Đấy, nó làm mỏng hơn. Ở đây là cái viền màu trắng này, các bạn nhìn vào là các bạn thấy được không? Còn nếu mà ở đây mình có thêm cái viền màu đen nữa đây thì các bạn sẽ nhìn nó rõ ràng hơn này. Cái phía mặt dưới này, cạnh dưới này của nó này. Đấy, thì là Redmi Note 6 Pro là nó làm cái phần phía dưới này nó mỏng hơn. Thì đấy là cái ưu điểm nữa của Redmi Note 6 Pro so với Redmi Note 5 Pro. Đấy là về mặt ngoại hình ở phía mặt trước. Tiếp theo nữa nào, chúng ta sẽ lật cái mặt sau của hai giỏ này lên nhá. Đây, mặt sau của hai giỏ này xem có gì khác nhau không. Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy được cái ngôn ngữ thiết kế ở mặt sau này thì nó cũng xem tựa tựa như vậy thôi, không có điểm gì khác biệt cả. Chúng ta vẫn sẽ có một bộ đôi camera kép ở phía sau cũng khá là y hệt nhau. Một camera chính có độ phân giải là 12 megapixel và một camera phụ hỗ trợ xóa phông có độ phân giải là 5 megapixel. Và ở giữa thì vẫn có đèn flash này, ở đây là cảm biến vân tay một chạm này, dưới là logo của Xiaomi này. Đấy, tuy nhiên là nó khác nhau ở cái chỗ là đối với Redmi Note 5 Pro thì nó sẽ có hai cái đường nhựa ở phía trên cũng như là ở phía dưới như này. Và nó được tách bạch với nhau bởi một cái đường cắt kim cương rất đẹp như thế này. Đấy. Còn đối với cả Redmi Note 6 ấy, thì nó có cái điểm khác. Đấy là toàn bộ cái phần nhựa phía trên này nó sẽ đính liền luôn với cả cái phần khung viền này của nó này. Nên chính ra là cái khung viền này của nó là chỉ là cái khung viền nhựa mà thôi. Đấy, và nó chỉ có duy nhất là cái phần mặt lưng này của nó này. Thì nó là kim loại này. Đấy là cái điểm khác biệt về mặt sau của hai dòng này. Thế bây giờ chúng ta sẽ so sánh từng cạnh một nhé. Ở phía bên cạnh phải nè, chúng ta vẫn sẽ có phím nguồn cũng như là phím tăng giảm âm lượng y xì lúc như vậy. Đó, ở phía bên cạnh trái thì chúng ta vẫn sẽ có khay chứa SIM. Thì khay này là đều chứa một SIM, một thẻ nhớ, hoặc là bạn có thể tùy chọn hai SIM, nghĩa là cả hai khay này đều là khay SIM line. Tuy nhiên là cái vị trí đặt khay SIM của Redmi Note 6 nó đặt cao hơn một tí. Đấy, ở phía cạnh dưới này của chúng ta ấy, thì đối với Redmi Note 6 thì nó làm cân xứng hơn. Nó vẫn có cổng micro USB, hai cái sổ này thì đều có cổng micro USB. Nhưng mà các bạn chú ý là hai cái đầu của hai cái cổng micro USB này nó lật ngược lại với nhau nhé. Đấy, nên là bạn nào mà đang dùng Redmi Note 5 Pro mà bạn chạm sang Redmi Note 6 Pro là rất dễ chạm nhầm này. Đấy, nên là nó hơi lệch nhau một tí. Và thực sự là cái cổng micro USB bây giờ nó đã lỗi thời rồi. Chúng ta chọc nhầm là rất dễ có thể gãy cái chân sạc này. Đấy, bây giờ là người ta đều chuyển sang USB Type-C hết rồi. Ở bên phải này của hai sản phẩm thì nó vẫn là loa ngoài thôi. Đấy, tuy nhiên là đối với Redmi Note 5 Pro thì cái giắc cắm tai nghe 3.5mm thì nó đặt ở bên cạnh dưới như này. Đấy, còn ở trên Redmi Note 6 Pro thì ở chỗ này thì nó chỉ là cái mic thoại thôi. Mic thoại nó làm giả loa và nó làm cân xứng với nhau. Đấy, ở đây thì Redmi Note 5 Pro có thêm cái mic thoại nữa. Tuy nhiên là Redmi Note 6 Pro thì mic thoại nó đặt như này rồi. Ở phía trên này thì thay vì việc đặt giắc cắm tai nghe ở phía dưới thì Redmi Note 6 Pro nó đặt giắc cắm tai nghe ở phía trên. Đấy. Hai sản phẩm này thì vẫn giữ được cổng hồng ngoại. Tuy nhiên là cái vị trí bố trí của cổng hồng ngoại cũng như là một cái mic phụ khác thì nó bố trí khác nhau. Đấy, thì đấy là cái điểm khác nhau về mặt ngoại hình của hai sản phẩm này. Về phần màn hình thì năm nay Redmi Note 6 Pro sở hữu một cái màn hình nó kích thước lớn hơn, nó là 6.26 inch so với cả 5.99 inch giống như ở trên Redmi Note 5 Pro. Hai sản phẩm này thì đều sở hữu cái màn hình IPS LCD, độ phân giải thì cũng đều là Full HD cộng mà thôi. Đấy, tuy nhiên là cái tỷ lệ màn hình thì nó lại khác. Của Redmi Note 6 Pro thì nó là 19:9, còn của Redmi Note 5 Pro thì nó là 18:9. Độ phân giải thì theo cái tỷ lệ màn hình khác thì nó cũng khác. Độ phân giải của Redmi Note 6 Pro thì nó là 1080x2280 pixel, còn của Redmi Note 5 Pro thì nó là 1080x2160 pixel. Còn cái mật độ điểm ảnh thì cũng xem nhau thôi, đều là khoảng hơn 400 ppi mà thôi. Về phần hiệu năng này thì đây có lẽ sẽ là cái phần mà sẽ khiến cho các bạn tương đối là thất vọng về
hiệu năng của cái sản phẩm Redmi Note 6 Pro. Đây mình sẽ vào phần giới thiệu điện thoại cho các bạn thấy. Redmi Note 6 Pro năm nay vẫn sở hữu con chip Snapdragon 636, vẫn có phiên bản tùy chọn bộ nhớ RAM là 3GB và bộ nhớ trong là 32GB. Nói chung là chẳng khác gì so với Redmi Note 5 Pro cả. Pin thì vẫn giữ nguyên là 4000 mAh mà lại phải gắn cái màn hình lớn hơn này. Camera thì vẫn như vậy. Nói chung ý, là năm nay Redmi Note 6 Pro chỉ khác so với cả Redmi Note 5 Pro ở cái chỗ là nó có một cái thiết kế nó khác hơn một tí. Thiết kế mặt trước này khác hơn một tí này, mặt sau này cũng khác hơn một tí. Rồi là các cái vị trí của các cái cổng ở phía các cái cạnh nó khác nhau một tí. Và khác nhau thêm là ở cái camera trước. Tuy nhiên là cái camera trước này thì mình nghĩ là cũng không quá là cần thiết đâu, bởi vì mình sẽ show luôn ra cho các bạn xem nhé. Mình cũng chụp được ảnh xóa phông bởi camera trước của chiếc Xiaomi Redmi Note 5 Pro này. Đấy, chụp ảnh xóa phông cũng đâu đến nỗi nào đâu. Đấy, cũng chụp ảnh xóa phông như gì chứ đúng không nào. Đấy, vậy nên là mình nghĩ là cái điểm khác biệt về mặt xóa phông này là cũng gần như là không quá cần thiết. Và với mức giá lệch nhau tới tiền triệu như này thì mình sẽ vẫn chọn Redmi Note 5 Pro. Còn các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào trong hai sản phẩm này? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Rất cảm ơn các bạn đã dành nhiều thời gian theo dõi video của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.